Kính chào quý vị đang đến với bản tin tổng hợp COVID-19 của báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, thứ tư ngày 12 tháng 8 năm 2020. Thưa quý vị, sáng nay ngày 12 tháng 8, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết vừa ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID-19 mới tại Hải Phòng và đã được đưa đi cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Theo đó, ca bệnh số 864 là nữ, 36 tuổi, quê ở Nghi Lộc, Nghệ An. Ca bệnh số 865 là nam, 33 tuổi, quê ở Cẩm Giàng, Hải Dương. Ca bệnh số 866 là nam, 33 tuổi, quê ở Mỹ Lộc, Nam Định. Các bệnh nhân từ Nhật Bản về Việt Nam ngày 10 tháng 8 trên chuyến bay VN331 sau khi nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn, các bệnh nhân được đưa về Hải Phòng cách ly ngay. Cũng trong sáng nay, ngày 12 tháng 8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, trưởng bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng, thông tin về trường hợp tử vong thứ 17 tại Việt Nam. Theo đó, bệnh nhân số 431 là nam, 55 tuổi, địa chỉ tại Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng. Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường loại 1, suy thận mạn giai đoạn cuối, tăng huyết áp. Bệnh nhân tử vong với chẩn đoán viêm phổi nặng do COVID-19 trên bệnh nhân đái tháo đường loại 1, suy thận mạn giai đoạn cuối, sốc nhiễm trùng, suy đa tạng. Như vậy, tính đến sáng nay ngày 12 tháng 8, Việt Nam ghi nhận số ca nhiễm là 866, điều trị khỏi 399 ca và tử vong 17 ca. Ngày 11 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện đã có khoảng 51.000 người rời Đà Nẵng từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đã thực hiện khai báo y tế. Số liệu thống kê đến sáng ngày 11 tháng 8, thành phố đã lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 48.000 người, còn khoảng 3.000 trường hợp chưa được lấy mẫu tập trung tại 10 quận huyện. Trong số này, có không ít những trường hợp từ chối hoặc không đến lấy mẫu theo hẹn. Sở Y tế đã chỉ đạo các trung tâm y tế quận huyện tập trung hoàn thành việc lấy mẫu trong ngày 11 tháng 8. Trong đó, đề nghị chính quyền, công an địa phương hỗ trợ trong việc vận động, yêu cầu người dân tuân thủ việc lấy mẫu xét nghiệm theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, ông Nguyễn Xuân Mến, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, tỉnh này vừa hoàn thành và đưa vào hoạt động một bệnh viện dã chiến đầu tiên ở Quảng Ngãi để điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19. Bệnh viện dã chiến đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi đặt ở cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn. Bệnh viện này có quy mô 100 giường bệnh và khoảng 100 nhân viên y tế làm nhiệm vụ. Trang thiết bị, máy móc, máy siêu âm, xét nghiệm máu, X-quang phục vụ khám chữa bệnh chủ yếu được tận dụng từ cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn. Được biết, bệnh viện dã chiến đang điều trị cho 6 ca nhiễm COVID-19 và một trường hợp được cách ly chuyển về từ bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 12 tháng 8, Sở Y tế thành phố Hà Nội cho biết vừa ghi nhận thêm một trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Đó là ông VDB, 63 tuổi, địa chỉ thôn Tuyến Cử, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Ngày 31 tháng 7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho, mệt mỏi. Ngày 8 tháng 8, bệnh nhân đi taxi cùng vợ đến khám tại bệnh viện 108 từ 7 giờ 30 đến 11 giờ. Sau khi khám, bệnh nhân về nhà con gái là chủ quán bia hơi Lộc Vừng, địa chỉ tại TT3.13, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội và nghỉ qua đêm ở đó. Đến ngày 9 tháng 8, bệnh nhân đi khám và nhập viện tại Bệnh viện Thanh Nhàn với chẩn đoán viêm phổi nặng. Ngày 10 tháng 8, Bệnh viện Thanh Nhàn gửi mẫu xét nghiệm lên Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 1. Đến ngày 11 tháng 8, Bệnh viện Thanh Nhàn tự lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. Cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội đã xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân này và cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Sở Y tế thông báo khẩn tới những người đã từng đến quán bia hơi Lộc Vừng trong khoảng thời gian trên tại địa chỉ TT3.13, khu đấu giá Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, cần liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi cư trú để được tư vấn, hỗ trợ. Đường dây nóng 0969 082 115 hoặc 0949 396 115. Thưa quý vị, đã từng tham gia tại các chốt kiểm dịch, một cựu chiến binh Trường Sa ở Đà Nẵng đã đến thăm, động viên và tặng quà cho 31 chốt kiểm tra, giám sát và phòng chống dịch COVID-19. Đó là cựu chiến binh Trần Văn Xuất, ngụ ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Ông Trần Văn Xuất chia sẻ, là một hội viên cựu chiến binh phường, tôi chủ động tham gia làm nhiệm vụ tại chốt khu dân cư số 15 thuộc phường. Tuy có sự thay phiên nhau trực, nhưng trong nhiều ngày qua, cảm nhận thấy anh em khá vất vả. Nhằm động viên tinh thần các thành viên tham gia làm nhiệm vụ ở các chốt, tôi thay mặt gia đình đã đến tặng quà, gồm nước uống,
và một số tiền cho 31 chốt, với tổng số tiền 35 triệu đồng. Món quà tuy không quá lớn nhưng thể hiện tấm lòng sẻ chia của ông đối với lực lượng phòng chống dịch trong lúc khó khăn. Cựu chiến binh Trần Văn Xuất từng có nhiều năm làm nhiệm vụ tại đảo Trường Sa Đông, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Ông nỗ lực sản xuất kinh doanh vượt khó và trở thành cựu chiến binh sản xuất giỏi, đồng thời tích cực tham gia chăm lo công tác nghĩa tình đồng đội. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.